Chào các đồng chí và các bạn, nhân dịp năm mới 2019, những người thực hiện chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin gửi đến các đồng chí và các bạn lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục đầu tiên của năm 2019 với nội dung chính sau đây. Phòng Cảnh sát cơ động hành quân về cơ sở giúp nhân dân. Lực lượng công an tấn công mạnh tội phạm tín dụng đen. Công an thành phố Bảo Lộc bắt 2 đối tượng gây ra 20 vụ cướp giật tài sản. Cuối chuyên mục là phóng sự, cảnh giác với tội phạm trộm cắp dịp cuối năm. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã tổ chức hành quân dã ngoại tại xã Tu Cha, huyện Đơn Dương. Tại đây, đơn vị đã thực hiện nhiều hoạt động như vệ sinh cảnh quan môi trường, thăm hỏi, tặng quà các gia đình tiêu biểu, tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hành quân biểu dương lực lượng và nhiều hoạt động thiết thực khác. Hành quân dã ngoại là một trong những chương trình huấn luyện quan trọng của lực lượng cảnh sát cơ động. Đây không chỉ là dịp để đơn vị thực hiện công tác dân vận, mà còn là chương trình thực tế xây dựng phương án tác chiến, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù thời gian không dài, nhưng chương trình đã thể hiện sự quan tâm chăm lo của lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là đối với địa phương có điều kiện sống khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền 160 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn UBL Việt Nam, có địa chỉ tại khu công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, về hành vi tẩy xóa, sửa chữa thời hạn sử dụng trên bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng. Ngoài việc bị phạt hành chính, công ty UBL Việt Nam còn phải chi trả toàn bộ chi phí để tiêu hủy hơn 4 tấn thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng mà công ty đã sửa chữa hạn sử dụng trên bao bì. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã bắt quả tang một nhóm người đang bốc trên 4 tấn thuốc bảo vệ thực vật từ một kho hàng tại phường 5 thành phố Đà Lạt lên xe tải để chở về giao cho chủ sở hữu là công ty UBL Việt Nam. Truy xuất nguồn gốc xác định, số thuốc trên nằm trong lô thuốc bảo vệ thực vật được nhập khẩu vào Việt Nam vào tháng 11 năm 2015 và hết hạn sử dụng từ ngày 13 tháng 10 năm 2017. Tháng 2 năm 2017, khi 10 tấn thuốc tồn kho gần hết hạn sử dụng, công ty UBL đã cạo, sửa và in lại ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì của số thuốc trên từ ngày 13 tháng 10 năm 2017 thành 15 tháng 2 năm 2019, rồi đưa đi tiêu thụ. Đến đầu tháng 11 năm 2018, số thuốc tồn kho còn đến trên 6 tấn. Công ty UBL tiếp tục tẩy xóa, in lại ngày sản xuất và hạn sử dụng lần thứ 2 đối với trên 2 tấn thuốc rồi đưa về bán tại các tỉnh Tây Nam Bộ. Số thuốc còn lại được đưa về Đồng Nai, rồi Hậu Giang và cuối cùng ngược lên thành phố Đà Lạt thì bị phát hiện. Năm 2018, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã khởi tố 5 vụ, 11 bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, đã khởi tố 7 vụ, 19 bị can, xử lý vi phạm hành chính 13 vụ, 21 đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, năm 2018, hoạt động tín dụng đen tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có diễn biến phức tạp. Địa bàn hoạt động rộng, mang tính chất liên huyện, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do nhu cầu vay vốn của người dân cao, trong khi việc tiếp cận các nguồn vốn chính thống còn hạn chế. Lợi dụng cơ hội này, tội phạm hoạt động tín dụng đen đã tìm mọi cách tiếp cận người dân và cho vay tiền với thủ tục nhanh, gọn, không cần thế chấp. Kèm theo đó là cách thu lãi như thu ngày, trả góp, nhưng mức lãi suất rất cao, thường từ 15% một tháng trở lên. Cá biệt có trường hợp lãi suất đến 240% một năm. Dịp cuối năm, khi nhu cầu vay vốn của người dân tăng cao, loại tội phạm hoạt động tín dụng đen sẽ gia tăng hoạt động. Vì vậy, lực lượng công an khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu vay vốn kinh doanh sản xuất phải hết sức cảnh giác với nhóm đối tượng cho vay nhanh không cần thế chấp, bởi đây thực chất là bẫy tín dụng đen mà các đối tượng bày ra để lừa những nạn nhân cả tin. Ngày 29 tháng 12 năm 2018, tại số nhà 298 Nguyễn Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường 8 bắt quả tang Lý Lữ Luân, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 16 gam ma túy dạng đá, 3,15 gam ma túy dạng khay, 33 viên thuốc lắc và 12 triệu đồng tiền mặt.
Lực lượng công an đã tạm giữ hai đối tượng gồm một nam và một nữ đang có mặt cùng phòng với Luân. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng này dương tính với ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tạm giữ Lý Lữ Luân cùng hai đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra. Vào lúc 22 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2018, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lâm Hà đã bắt quả tang vụ đánh bạc tại nhà Tạ Văn Tuấn, sinh năm 1988, ở thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Tại hiện trường, công an thu giữ 17 triệu đồng trên chiếu bạc và 27 triệu đồng trên người 7 con bạc, 2 điện thoại di động và 2 bộ bài tây. Đặc biệt, khám xét nhanh căn nhà của Tạ Văn Tuấn, lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ thêm 64 kg pháo nổ các loại. Tuấn khai nhận mua số pháo trên của một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 12 triệu đồng và chuyển hàng theo tuyến xe khách Bắc Nam. Trước đó, tối ngày 23 tháng 12, Công an huyện Lâm Hà cũng đã bắt quả tang đối tượng Đặng Tấn Thiện, sinh năm 1997, trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, đang có hành vi tàng trữ pháo nổ với tổng cộng 900 viên pháo hình cầu và gần 100 cây pháo hoa. Để ngăn chặn tội phạm vận chuyển tàng trữ mua bán trái phép pháo nổ, nhất là vào những ngày cận Tết, lực lượng công an toàn tỉnh đang đẩy mạnh nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến pháo. Công an thành phố Bảo Lộc vừa phá thành công chuyên án G1218, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Tạ Đình Phong trú tại xã Madagui, huyện Đạ Oai và Lê Trường Phát trú tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, tối ngày 16 tháng 12 năm 2018, phát hiện hai đối tượng thực hiện hành vi giật túi xách của một phụ nữ đang chạy xe máy tại đường Phan Đình Giót, phường 1, thành phố Bảo Lộc. Các trinh sát đã tiến hành truy đuổi và bắt được Phong và Phát khi chúng đang ẩn náu tại phòng trọ số 393B, Trần Phú, phường Lộc Sơn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng công an phát hiện nhiều túi xách, 4 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân của các bị hại và chiếc xe máy là phương tiện gây án. Tại cơ quan công an, Phong và Phát khai nhận, trước đó đã gây ra tổng cộng 19 vụ cướp giật tại địa bàn thành phố Bảo Lộc và hai huyện Bảo Lâm, Di Linh. Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng, tìm bị hại trong các vụ cướp giật do hai đối tượng gây ra để củng cố hồ sơ xử lý. Lúc 12 giờ 15 phút ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại km 146 quốc lộ 20, đoạn qua thôn 10 xã Điên Đầm, huyện Di Linh, xe tải biển kiểm soát 49C00667 do anh Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1980, trú tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh điều khiển, chở cà phê nhân đang đưa hàng vào kho thì mất thắng, mất lái, trôi tự do xuống vực sâu ven đường gần kho hàng. Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm dưới vực sâu khoảng 20 mét, phần đầu xe bị hư hỏng hoàn toàn, tài xế Nguyễn Văn Tuyên bị mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã nhanh chóng phá cửa xe để đưa tài xế đi cấp cứu và may mắn anh Tuyên chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Di Linh cũng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Hai bị cáo, Nguyễn Văn Bảy trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và Nông Văn Ích trú tại huyện Bảo Lâm vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, là đối tượng nghiện ma túy nên ngày 15 tháng 4 năm 2018, Bảy đến bến xe tỉnh Thái Nguyên mua hai gói heroin và ma túy đá với giá 7 triệu đồng, sau đó đưa về nhà chia lẻ thành 14 gói. Ngày 17 tháng 4, Bảy đón xe vào huyện Bảo Lâm thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Lộc Thắng. Tại đây, Bảy tiếp tục chia nhỏ các gói heroin rồi cất giấu vào tủ trong phòng nghỉ. Trưa ngày 19 tháng 4, Bảy mang theo túi vải bên trong có 7 gói heroin đến nhà ông Nông Văn Ích và giao 7 gói heroin cho Ích bán dùm. Sau đó, Bảy và Ích về phòng nghỉ của Bảy để sử dụng ma túy. Chiều cùng ngày, nghi vấn đối tượng sử dụng ma túy, Công an huyện Bảo Lâm tiến hành kiểm tra phòng nghỉ của Bảy. Biết bị lộ, Bảy đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số ma túy đang cất giấu cho cơ quan công an. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bảy 17 năm tù giam, Ích 3 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, Bảy là đối tượng đã có một tiền án 13 năm tù giam về hai tội danh cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản, ra tù vào tháng 12 năm 2016. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng vừa tuyên phạt 4 bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và có, với tổng mức án 46 năm tù giam.
Theo cáo trạng, ngày 11 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Văn Dũng trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, rủ Nguyễn Văn Thêm trú tại huyện Lâm Hà đến chợ Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, phát hiện tiệm vàng Ngọc Dung của anh Huỳnh Quốc Vinh có sơ hở nên cả hai hẹn đêm xuống sẽ đột nhập. Chúng chuẩn bị một xà beng, khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 6 thì cậy chốt cửa quấn, chui vào tiệm vàng Ngọc Dung, gom hết số vàng trang sức đang trưng trong tủ, bỏ vào chiếc cặp đen có chuẩn bị trước. Sáng cùng ngày, Dũng rủ thêm Nguyễn Thị Nam, trú tại huyện Lâm Hà, thuê một xe taxi cùng đi thành phố Đà Nẵng để bán số vàng trộm được. Về lại Lâm Đồng, Dũng chia cho thêm 95 triệu đồng, chia cho Nam 2 triệu đồng. Theo trình báo của anh Vinh, tiệm vàng bị trộm, lấy mất hơn 41 lượng vàng 18K và 1 lượng vàng 24K với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau khi gây án tại Lâm Đồng, Dũng trốn về thành phố Hà Nội, đến ngày 23 tháng 7 năm 2018 thì đến cơ quan công an đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ Dũng, Thêm và Trần Nam Anh trú tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà còn thực hiện 5 vụ trộm khác tại thành phố Hà Nội và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng và Đam Rông, lấy được gần 50 triệu đồng và phá hủy tài sản là hệ thống camera quan sát của một nhà dân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dũng 19 năm tù giam, Thêm 13 năm tù giam về hai tội danh trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản, Nam Anh 48 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Thị Nam 10 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Được biết, Dũng và Nam Anh đều có một tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Thưa các đồng chí và các bạn, chuẩn bị nhiều dụng cụ như mũ bảo hiểm, van phá khóa, xăng dự phòng. Nhóm đối tượng từ Bình Dương lên thành phố Đà Lạt để trộm cắp xe máy. Chỉ trong một buổi tối, hai đối tượng đã lấy được 3 xe máy loại đắt tiền, sau đó đưa đi cất giấu. Khi chúng chuẩn bị đưa 3 xe máy vừa trộm được về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang. Thế lại ban đầu ai là người chủ? Lúc 23 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 tại con đường đất đối diện khu du lịch thác Datanla trên đèo Friend, thành phố Đà Lạt, khi các đối tượng Hà Vũ Hải, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Duy Đức, trú tại huyện Thanh Chương và Hồ Đăng Tuấn, trú tại huyện Quỳnh Lưu, cùng ở tỉnh Nghệ An, đang dắt 3 chiếc xe máy hiệu Exciter từ khu rừng thông ra quốc lộ 20 để đưa về thành phố Hồ Chí Minh, thì bị công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang. Đức bị bắt tại chỗ, Hải và Tuấn chạy vào rừng thông, nhưng đã bị các trinh sát nổ súng chỉ thiên chấn áp bắt ngay sau đó. Đấy, một con xe màu trắng 150, em vào đẩy ra ngoài đường, một bên đường rồi em đấu điện, em chạy về chỗ cũ. Hải và Đức thì rủ em đi lên trên Đà Lạt rồi em ngủ nhà nghỉ, còn Hải và Đức đi đâu thì em không biết. Tới 10 giờ đêm thì Hải và Đức về phòng, rồi gần 11 giờ hơn như đấy thì Hải và Đức dẫn tôi tới chỗ lấy xe rồi đưa xe cho tôi chạy về Sài Gòn ạ. Tới nơi thì tôi được biết xe trộm cắp ạ. Và em đi lần thứ hai ạ. Theo lời khai của nhóm đối tượng, sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018, Đức và Hải chuẩn bị một số dụng cụ và cả xăng dự phòng, chạy xe máy lên thành phố Đà Lạt, Tuấn đi xe khách lên sau. Chúng thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở phường 3, gửi xe máy lại khách sạn. Đến 18 giờ cùng ngày thì thuê một chiếc xe máy khác, chở nhau đi lòng vòng qua các con phố, tìm ai để xe máy sơ hở sẽ lấy trộm. Trong buổi tối ngày 27 tháng 12, Đức và Hải đã lấy được 3 xe máy hiệu Exciter tại địa bàn các phường 3, 4 và 8 thành phố Đà Lạt, rồi lần lượt đưa từng chiếc về cất giấu tại rừng thông gần khu du lịch thác Datanla trên đèo Friend. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Đức và Hải về lại khách sạn để gặp Tuấn. Cả ba tên đón xe taxi xuống đèo Friend. Khi vừa đưa 3 chiếc xe tăng vật ra khỏi nơi cất giấu, chúng bị công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang. Hôm qua thì trời mưa, tôi đi làm về thì có để xe ngay đây, xong rồi vào trong nhà ăn cơm. Thì sau lát hồi ra thì thấy mất xe. Hôm nay thì được các anh đến và bà thông báo là đã bắt được nghi phạm và trả lại xe. Tôi rất cảm ơn các anh. Qua đây thì tôi cũng xin gửi nhắn đến bà con trong hàng xóm và mọi người rằng là gần Tết nhất đến nơi rồi, mọi người nên cẩn thận, khóa cổ xe cẩn thận và để ý xe,
tài sản của mình mà. Ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công an thành phố Đà Lạt đã gia hạn tạm giữ 3 đối tượng để củng cố hồ sơ khởi tố. Bước đầu, nhóm đối tượng này khai nhận đã 2 lần từ Bình Dương lên thành phố Đà Lạt trộm cắp xe máy và đã lấy được 6 xe. Hải là đối tượng có một tiền án 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 4 năm 2016 là kẻ cầm đầu. Cuối năm, bọn tội phạm sẽ gia tăng hoạt động. Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, cùng lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự để những ngày xuân thêm vui. Đến đây, chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.